Chào các bạn, tôi là Tâm Minh. Một đại dịch đang không ngừng lây lan khắp thế giới. Động đất, lũ lụt, côn trùng phá hoại, nạn đói đã bắt đầu xảy ra. Nhiều người đang trong tình trạng lo lắng không yên. Và các tín hữu đều đang khắc khoải chờ đợi Chúa ngự trên mây mà giáng lâm để họ được cất lên trời diện kiến Ngài hòng tránh đau khổ trong thảm họa và khỏi phải cái chết nhưng họ không biết tại sao đến giờ này họ vẫn chưa được cất lên để tương ngộ với chúa ngày nào họ cũng nhìn lên trời mong ngóng mà không thấy gì nhiều người đang trong tình trạng hết sức khổ sở nhất là khi chứng kiến đại dịch đã cướp đi mạng sống của rất nhiều mục sư và trưởng lão trong lòng họ cứ có cảm giác bất an họ đều có cảm giác mình đã bị chúa vứt bỏ và rơi vào các thảm họa, không ai dám chắc mình có sống sót được hay không. Họ cảm thấy rất mơ hồ và lạc lối. Nhưng mà sách Khải Huyền đã tiên tri rằng Đức Chúa Giêsu sẽ giáng lâm trước khi các thảm họa xảy ra và đưa chúng ta lên trời, để chúng ta không bị diệt vong trong thảm họa, đó chính là hy vọng của chúng ta. Chúng ta tin Chúa là để thoát khỏi thảm họa và đạt được sự sống đời đời. Nhưng hiện nay các thảm họa đã bắt đầu chút xuống. Vậy tại sao Chúa vẫn chưa ngự trên mây xuống để thu nhận các tín hữu? Chúng ta tin rằng thông qua đức tin, ta đã được tha tội nên công chính và được ban sự cứu rỗi. Vậy tại sao chúng ta chưa được đưa vào vương quốc thiên đàng? Chúng ta đã khổ sở chờ đợi Chúa rất nhiều năm và đã chịu nhiều đau khổ. Tại sao Ngài vẫn chưa đến với chúng ta, chưa cất chúng ta lên trời để tương ngộ với Ngài, cho ta thoát khỏi đau khổ của thảm họa? Có phải Ngài thực sự đã vứt bỏ chúng ta không? Đây cũng chính là thắc mắc của rất nhiều tín hữu. Sự cứu rỗi nhờ đức tin có thể đưa ta vào thiên quốc thật không? Tôi sẽ chia sẻ một chút hiểu biết của bản thân về vấn đề này. Nhưng trước khi thông công về vấn đề này, trước hết chúng ta hãy làm rõ một chuyện. Nền công chính nhờ đức tin và được cứu rỗi nhờ ân điển là được vào thiên quốc. Quan điểm này có căn cứ nào từ lời của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa giê có nói rằng chỉ cần được nên công chính nhờ Đức Tin là được vào Thiên Quốc không? Hoàn toàn không có. Đức Thánh Linh làm chứng cho điều này chưa? Cũng chưa từng. Nên chúng ta có thể chắc chắn rằng đây chỉ là quan niệm của con người, chúng ta không thể dựa vào đó để mà bước vào Thiên Quốc được. Thật ra thì về việc những loại người nào có thể bước vào thiên quốc, Đức Chúa Giêsu đã tuyên bố rất rõ ràng. Đức Chúa Giêsu phán, chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh chúa mà trừ quỷ sao và lại nhân danh chúa mà làm nhiều phép lạ sao khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi và tôi mọi không ở luôn trong nhà mà con thì ở đó luôn các ngươi phải nên thánh vì ta là thánh, nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã nói rõ rằng, ai thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời mới được vào thiên quốc. Chỉ ai thoát khỏi tội lỗi và được làm tinh sạch khỏi bại hoại thì mới có chỗ trong thiên quốc. Đó là tiêu chuẩn duy nhất để được vào thiên quốc. Được cứu chuộc khỏi tội lỗi nên công chính nhờ đức tin thì nghĩa là đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời sao? nghĩa là họ không còn tội lỗi không còn phản nghịch và chống đối đức chúa trời sao dĩ nhiên là không những tín hữu tin vào chúa đều có thể thấy sự thật rằng dù chúng ta được cứu chuộc nhờ đức tin và nên công chính nhờ đức tin nhưng ta vẫn liên tục phạm tội vẫn sống trong vòng luẩn quẩn của việc phạm tội ban ngày và thú tội vào ban đêm chúng ta sống với nỗi đau vì không thể thoát khỏi tội lỗi không thể kìm được việc phạm đủ tội lỗi dù ở giáo phái nào thì đều có những kẻ ghen ghét đố kỵ gây gổ sinh sự tranh danh đoạt lợi nói xấu lẫn nhau chuyện này đã quá đỗi phổ biến đa số mọi người có đức tin là vì họ tham lam ân điển của đức chúa trời nhưng họ lại không làm theo lời ngài khi gặp khủng hoảng họ vội chạy đến hội thánh đến lúc yên bình thì lại chạy theo xu thế trần tục hiện nay các hội thánh tổ chức hết tiệc này đến tiệc nọ chẳng ai thông công về lẽ thật hay chia sẻ chứng ngôn về trải nghiệm của riêng mình mà chỉ tranh cãi xem người nào nhận được nhiều ân điển và phước lành nhất cho nên hiện nay khi các đại họa đang đến gần thấy chúa vẫn chưa ngự trên mây mà xuống để cất họ lên đưa họ vào thiên quốc thì đức tin và tình yêu của nhiều người đang dần nguội lạnh họ bắt đầu oán trách và phán xét đức chúa trời một số người còn chối bỏ và phản bội ngài từ thực tế ta thấy rằng những người được tha tội nhờ đức tin và được ban sự cứu rỗi, dù họ có một số việc làm tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và không còn bất tuân đức Chúa Trời. Càng không có nghĩa là họ đã được làm tinh sạch và xứng đáng vào thiên quốc. Đó chỉ là suy nghĩ mơ tưởng hão huyền. Hiện tại chúng ta có thể thấy được sự thật này và hiểu ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Giêsu. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại phán rằng những ai giao giảng và trừ quỷ nhân danh Ngài là những kẻ hành ác và Ngài không bao giờ biết họ? Đó là bởi vì dù đã được tha thứ tội lỗi, mọi người vẫn cứ phạm tội suốt, lại còn oán trách và phán xét Chúa. Khi thấy Chúa vẫn chưa ngự trên đám mây mà đến, thì họ liền oán trách, bắt đầu chối bỏ và phản bội Ngài. Một số người còn nói rằng họ sẽ nói lý lẽ với Chúa nếu Ngài không ngự xuống trên mây và cất bọn họ lên thiên quốc. Những người này chẳng khác gì những người Pha-ri-si xưa kia từng áp bức và lên án Đức Chúa Giê-xu. hoặc có lẽ thậm chí còn tệ hại hơn thế. Những người khác đều có thể thấy rõ cách hành xử của những kẻ này, và trong mắt Đức Chúa Trời, họ rõ ràng là những kẻ hành ác. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công chính, nên liệu Đức Chúa Trời có cho phép những kẻ không ngừng phạm tội, phán xét và chống đối Đức Chúa Trời đó và thiên quốc không? Chắc chắn là không. Như vậy thì niềm tin của mọi người rằng việc được nên công chính nhờ đức tin sẽ đưa họ vào thiên quốc là một quan niệm đi ngược lại lời mà Chúa đã phán, đi ngược lại lẽ thật. Đây đơn thuần là quan niệm và tưởng tượng của con người phát xuất từ ham muốn ngông cuồng của chúng ta. Bản luận tới đây thì sẽ có người nói rằng việc được cứu rỗi qua đức tin nhờ ân điển vốn là một chuyện có căn cứ trong kinh thánh. Vì con người tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bè là Đức Chúa Trời ban cho. Nếu như chúng ta không thể vào thiên quốc theo cách đó, vậy cụm từ được cứu rỗi thực ra có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời Toàn Năng đã tiết lộ về lẽ nhiệm màu này của lẽ thật. Chúng ta hãy cùng xem Đức Chúa Trời Toàn Năng phán những gì nhé. Và thời điểm đó, công tác của giê -xu là công tác cứu chuộc cả nhân loại. Tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài đã được tha thứ. Miễn là ngươi tin vào Ngài, Ngài sẽ cứu chuộc ngươi. Nếu ngươi tin vào Ngài, ngươi không còn tội lỗi nữa. Ngươi đã được giải thoát khỏi tội lỗi của mình. Điều này là ý nghĩa của việc được cứu và được xưng công chính bởi đức tin. Tuy nhiên, trong những người tin vẫn còn có sự giấy loạn và chống đối Đức Chúa Trời và điều đó vẫn phải bị loại bỏ từ từ. Con người đã được tha tội, nhưng còn về việc chính xác làm thế nào con người được gột sạch những tâm tính sa tan bại hoại trong họ, thì công tác này vẫn chưa được thực hiện. Con người đã chỉ được cứu rỗi và được tha tội nhờ đức tin của mình. Nhưng bản tính tội lỗi của con người đã không bị tiệt trừ mà vẫn còn trong họ. Những tội lỗi của con người đã được tha thứ và điều này là nhờ công tác chịu đóng đinh của đức chúa trời nhưng con người vẫn tiếp tục sống trong tâm tính satan bại hoại như cũ như vậy con người phải được cứu rỗi hoàn toàn khỏi tâm tính satan bại hoại của mình hầu cho bản tính tội lỗi của họ có thể bị tiệt trừ hoàn toàn không bao giờ phát triển trở lại theo đó cho phép tâm tính của con người được chuyển hóa từ lời này chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh và thập giá để làm của lễ chuộc tội, cứu chuộc cho nhân loại chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta chỉ cần thú tội và ăn năn với Chúa để được tha tội. Chúng ta không còn bị lên án và xử tử theo luật pháp nữa. Chúa không còn coi chúng ta là những tội nhân và Satan không còn cáo buộc chúng ta được. Chúng ta được phép đến trước mặt Chúa và cầu nguyện với Ngài, tận hưởng sự bình yên và vui sướng Ngài ban cho cùng với ân điển dư dật của Ngài. Được cứu rỗi ở đây có nghĩa là vậy. Rõ ràng, được cứu rỗi nhờ đức tin chỉ có nghĩa là được tha tội và không bị định tội theo luật pháp. Chứ không như mọi người tưởng rằng khi đã được cứu rỗi thì sẽ luôn được cứu rỗi và xứng đáng vào thiên quốc. Chuyện được cứu rỗi được nhắc đến trong Kinh Thánh qua lời mô tả của Phaolô, nhưng ngay cả Đức Chúa Giêsu hay Đức Thánh Linh đều không hề nói thế. Ta không thể dùng lời của con người ghi trong Kinh Thánh làm căn cứ được, chỉ có lời của Đức Chúa Giêsu mới đáng để làm căn cứ. Rồi, một số người có thể thắc mắc rằng: Vì Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta rồi, Đức Chúa Trời không còn xem chúng ta là có tội, Ngài xem chúng ta là công chính, vậy tại sao chúng ta vẫn không được đưa vào vương quốc thiên đàng? Đúng là Đức Chúa Trời coi chúng ta công chính, nhưng Ngài không nói rằng được tha tội nghĩa là chúng ta xứng đáng vào thiên quốc. Cũng không nói rằng vì chúng ta đã được tha thứ nên chúng ta có thể phạm tội tiếp mà vẫn là những con người thánh khiết. Ta phải hiểu rằng tâm tính của Đức Chúa Trời rất thánh khiết và công chính. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ coi những kẻ liên tục phạm tội là những người thánh khiết. Đức Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ coi một tội nhân là người không có tội. Kể cả những người tin vào Ngài, dù đã được tha thứ tội lỗi, thì vẫn có thể bị rủa xả nếu họ chống đối và phỉ báng Đức Chúa Trời. Đúng như trong Kinh Thánh có viết rằng, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Những người pha bị Đức Chúa Giêsu xu ruột xả vì đã phán xét, lên án và chống đối Ngài. Đây không phải sự thật là vậy sao? Các tín hữu đều biết rõ rằng tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm và chính Đức Chúa Giêsu phán. Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha. Xong nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Sự tha tội quả thực chính là sự ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng nếu mọi người tiếp tục xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời sau khi được tha thứ, họ vẫn có thể bị Ngài rủa xả và trừng phạt. Nếu ta đóng đinh Ngài lên thập giá lần nữa, thì hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng Ngài đầy yêu thương và thương xót nên Ngài muốn cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi và cái ác trở nên thánh khiết. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu đã hứa sau khi xong công tác cứu chuộc thì Ngài sẽ giáng lâm lần nữa. Vậy tại sao Đức Chúa Giêsu lại tái lâm? Ngài tái lâm nhằm triệt để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi những thế lực của Satan, để ta hướng về Đức Chúa Trời và được Ngài thu nhận. Chỉ những tín hữu nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa thì sau đó mới có hy vọng được bước vào vương quốc thiên đàng. Tôi nói đến đoạn này thì một số người có thể thắc mắc rằng khi chúng ta đã được tha thứ tội lỗi rồi, làm sao để chúng ta thực sự thoát khỏi tội lỗi và trở nên thánh khiết và được bước vào thiên quốc? Đây là vấn đề chính hôm nay. Chúng ta chỉ tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Giêsu thôi thì chưa đủ, mà phải nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa và tiếp nhận bước công tác tiếp theo của Ngài, thoát khỏi tội lỗi được Đức Chúa Trời cứu rỗi triệt để qua đó xứng đáng vào thiên quốc. Như chính Đức Chúa Giêsu đã tiên tri, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ ấy, chẳng phải ta xét đoán kẻ đó. Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã giao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao chọn quyền phán xét cho con. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người. Còn có, vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Ngẫm kỹ lời của Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy rằng Ngài tái lâm vào thời kỳ sau rốt làm con người, bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét, dẫn dắt nhân loại chúng ta bước vào toàn bộ lẽ thật, để ta hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi, khỏi những thế lực của Satan và được cứu rỗi hoàn toàn. Nên việc tiếp nhận sự phán xét thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và được làm tinh sạch tâm tính bại hoại chính là con đường duy nhất để bước vào thiên quốc. Giờ chúng ta hãy cùng xem một vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời toàn năng nhé. Đức Chúa Trời toàn năng phán Trước khi con người được cứu chuộc Nhiều độc độc của Satan đã bị gieo vào bên trong họ Và sau hàng nghìn năm bị Satan làm cho bại hoại Họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời Do đó, khi con người đã được cứu chuộc Điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc mà con người được mua với giá cao Nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ Con người quá nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa trời. Thông qua công tác phán xét và hành phạt này, con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình. Họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch. Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng để trở lại trước ngôi của Đức Chúa trời. Mặc dù Giêsu đã làm nhiều công tác giữa con người nhưng ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người. Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Satan, không chỉ cần Giêsu trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ khỏi con người tâm tính Satan bại hoại của họ. Và vì thế khi con người đã được tha thứ tội lỗi đức chúa trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn tất cả những ai quy phục dưới sự thống trị của ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn họ sẽ thực sự sống trong sự sáng và họ sẽ đạt được lẽ thật đường đi và sự sống Lời của Đức Chúa Trời toàn năng chẳng phải đã làm rõ mọi chuyện hơn rồi sao? Đức Chúa Giêsu thực hiện công tác cứu chuộc trong thời đại ân điển là để tha tội cho con người và cứu chuộc loài người chúng ta khỏi tội lỗi, đúng như thế. Nhưng bản tính tội lỗi của con người chưa được hóa giải và cứ chống đối Đức Chúa Trời không thể xem là được cứu rỗi hoàn toàn. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời toàn năng đã giáng lâm và bày tỏ rất nhiều lẽ thật và đang làm công tác phán xét từ nhà Đức Chúa Trời trên nền móng sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để, đưa ta vào vương quốc Đức Chúa Trời. Công tác phán xét thời kỳ sau rốt là công tác quan trọng và cơ bản nhất để mà cứu rỗi con người. Qua đó chúng ta mới được làm tinh sạch, được cứu rỗi triệt để. Đây là cơ hội quý giá ngàn năm có một và là thời cơ duy nhất cho chúng ta để bước vào thiên quốc. Ta có thể nói rằng Công tác phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng khởi từ nhà Đức Chúa Trời, chính là công tác để cất các tín hữu lên thiên quốc. Qua sự phán xét hành phạt của Đức Chúa Trời, sự bại hoại của chúng ta được làm tinh sạch và chúng ta sẽ được bảo vệ qua khỏi đại họa và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Được cất lên thiên quốc chính là như vậy. Nếu như chúng ta không theo kịp công tác này, thì dù ta đã tin Chúa bao lâu, đã chịu đau khổ hay trả giá bao nhiêu thì cũng sẽ thành vô nghĩa đó là bỏ dở và bỏ phí mọi nỗ lực của chúng ta trước đó. Chúng ta rồi sẽ rơi thẳng vào trong thảm họa, khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đưa một người vẫn còn phản nghịch, vẫn còn chống đối Ngài vào trong vương quốc của Ngài, điều đó được quyết định bởi tâm tính công chính của Ngài. Một số người có thể hỏi, Đức Chúa Trời toàn năng làm công tác phán xét thế nào để làm tinh sạch cứu rỗi nhân loại? À, hãy xem ngài phán những gì về việc đó nhé. Đức Chúa Trời toàn năng phán: Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để vơi bày bản chất của con người và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này bao gồm nhiều dạng lẽ thật, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời như thế nào, vân vân. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Satan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. Trong quá trình thực hiện công tác phán xét của mình, Đức Chúa Trời không chỉ đơn giản làm rõ bản tính của con người bằng một vài lời ngài phơi bày xử lý và tỉa sửa qua thời gian dài tất cả những phương pháp phơi bày xử lý và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về đức chúa trời và hơn nữa mới có được kiến thức thực sự về đức chúa trời Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại. Vì thực chất của công tác này, thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời. Thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ hàng triệu lời phán ngôn, nói với chúng ta toàn bộ lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch sự bại hoại của chúng ta, cũng như cứu rỗi chúng ta. Ngài phán xét và phơi bày bản tính sa tan tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời và tâm tính bại hoại của chúng ta. Ngài còn phơi bày toàn bộ những gì sâu xa nhất, thầm kín nhất và hèn hạ nhất trong động cơ quan niệm của ta. Càng đọc lời của Đức Chúa Trời, chúng ta càng được trải nghiệm sự phán xét và mặc khải đó. Nhìn thấy được Satan đã làm chúng ta bại hoại nặng nề đến mức nào. Thấy được chúng ta kiêu ngạo và ngang ngược ra sao. Chúng ta vô cùng xảo quyệt, ích kỷ và tham lam, Chúng ta sống theo những triết lý và quy tắc của Satan trong mọi việc, luôn bảo vệ những lợi ích của bản thân. Thậm chí đức tin và công tác mà chúng ta làm cho hội thánh cũng vì bổng lộc, vì lối vào thiên quốc. Chúng ta không có lương tâm hay lý trí, và hoàn toàn sống trọn hình tượng của Satan. Được Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt, cuối cùng ta thấy được sự công chính của Ngài không dung thứ sự xúc phạm. Đức Chúa Trời thực sự nhìn thấu tâm can chúng ta kể cả nếu chúng ta không nói ra thành lời đức chúa trời sẽ phơi bày những suy nghĩ của chúng ta và sự bại hoại trú ngụ sâu thẳm trong trái tim của chúng ta không còn chỗ nào để trốn chúng ta cảm thấy hổ thẹn và bẽ bàng và bắt đầu biết kính sợ đức chúa trời chúng ta cầu nguyện về những điều trong lòng mình và trung thực cũng như cởi mở về những suy nghĩ và quan điểm sai lầm có được lương tâm và lý trí con người nếu chúng ta lỡ miệng nói dối chúng ta khai ra ngay lập tức và bù đắp lại. Trải nghiệm lời của Ngài theo cách này, tâm tính bại hoại của ta sẽ được làm tinh sạch và thay đổi. Sống chọn hình tượng của một con người. Nhờ Đức Chúa Trời toàn năng phán xét làm tinh sạch, ta có thể cảm nhận sâu sắc công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời thực tế ra sao. Không có sự phán xét và hành phạt của Ngài, chúng ta không bao giờ thấy được sự bại hoại thực sự của mình và sẽ không bao giờ thực sự ăn năn hay thay đổi. Có thể thấy, việc thoát khỏi sự ác không thể được thực hiện chỉ qua nỗ lực và sự kiềm chế bản thân. Mà bắt buộc chúng ta phải bị phán xét hành phạt và thử luyện bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải bị tỉa sửa xử lý và sửa dạy bởi Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất để tâm tính sống của chúng ta thực sự thay đổi. Và để chân thành quy phục và kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chỉ có sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu trong đức tin thì ta được tha tội và nên công chính nhưng không xứng đáng vào thiên quốc. Chúng ta vẫn phải nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa và tiếp nhận sự hành phạt của Đức Chúa Trời Toàn Năng để có thể loại bỏ sự bại hoại và hoàn toàn hóa giải bản tính tội lỗi của mình. Vậy nên, Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Giêsu tái lâm thực hiện công tác phán xét. Ngài là đấng cứu thế hiện xuống và đích thân công tác để triệt để cứu rỗi nhân loại. Nhiều tín hữu từ các giáo phái nghe thấy tiếng đức chúa trời và đang tiếp nhận đức chúa trời toàn năng họ là trinh nữ khôn ngoan và đều sẽ được tham dự tiệc cưới của chiên con những ai cứng đầu từ chối tiếp nhận đức chúa trời toàn năng sẽ trở thành những trinh nữ dại dột rơi vào thảm họa khóc lóc và nghiến răng bây giờ chúng ta đã có thể hiểu được lý do tại sao giới tôn giáo chưa thấy đức chúa giêsu -xu hiện xuống trên một đám mây là bởi vì họ cố chấp bám vào câu chữ kinh thánh theo nghĩa đen dựa vào quan niệm của họ mà chắc chắn rằng Chúa sẽ ngự trên mây xuống để cất họ lên. Nhưng thực tế, Chúa đã đến trong bí mật để thực hiện công tác rồi. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật mà họ từ chối không chịu tìm kiếm. Họ nghe thấy nhưng vẫn không chịu tiếp thu. Họ nhìn thấy nhưng không chịu hiểu. Họ mù quáng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ cứ mãi nhìn lên trời và mong ngóng chờ đợi đấng cứu thế Giêsu -xu hiện xuống trên một đám mây cứ như thế họ sẽ rơi vào thảm họa khóc lóc nghiến răng. Còn biết trách ai đây? Ngày nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hoàn thiện nhóm những người đắc thắng qua công tác phán xét của Ngài thời kỳ sau rốt. Các thảm họa đã bắt đầu xảy ra. Những người được Đức Chúa Trời chọn đang hết mình truyền bá phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng làm chứng cho sự xuất hiện công tác của Đức Chúa Trời. Cả ngày càng có nhiều người khắp nơi đang tìm hiểu và tiếp nhận con đường thật. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được thành lập ở ngày càng nhiều quốc gia. Lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng đang được truyền bá và làm chứng toàn cầu. Những ai khao khát lẽ thật và tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đang đến trước ngai ngài hết người này đến người khác. Không thể ngăn cản chuyện này. Nó đã ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi cao hơn các đồi mọi nước sẽ đổ về đó. Nhưng những thế lực địch lại đấng Chris trong giới tôn giáo chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng và những người tự gọi mình là tín hữu bị họ lừa dối và kiểm soát, đã bị tiêu vong trong thảm họa, đánh mất cơ hội được cất lên thiên quốc. Họ đang khóc lóc và nghiến răng. Đây đúng là một điều vô cùng bi kịch. Sau cùng, chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim đọc lời của Đức Chúa Trời đức chúa trời toàn năng phán đấng christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến đức chúa trời và được đức chúa trời chấp thuận nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được đấng christ của thời kỳ sau rốt cung cấp thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của jesus và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng bởi ngươi vừa là con dối vừa là tù nhân của lịch sử những ai bị chi phối bởi phép tắc bởi câu chữ và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết là những món đồ chơi của satan và là con cái của địa ngục vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy đức chúa trời nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại đức chúa trời sao các bước trong công tác của đức chúa trời lớn lao và vĩ đại như sóng trào và sấm dội mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả bằng cách này làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của chiên con làm sao ngươi có thể biện hộ rằng đức chúa trời mà ngươi đang bám víu vào là một đức chúa trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời triết lý có thể giúp người biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt người đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho người lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến người nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Người có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với đức chúa trời không giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt nếu không làm thế ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật và sẽ không bao giờ có được sự sống. Chương trình ngày hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Nếu các bạn muốn biết thêm lẽ thật hay là có bất kỳ thắc mắc nào, chúng tôi hoan nghênh các bạn để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại lần sau.